Chương 22. Nhưng Hà Nghiên chỉ khóc, mãi cho đến khi Lương Viễn Trạch cũng gần như phát điên, lúc ấy cô mới nghẹn ngào nói. Không sao. Chỉ là em sợ sau này anh không còn quan tâm tới em nữa. Lương Viễn Trạch thoáng ngây ra, giờ khóc giờ cười, nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng đáng thương của Hà Nghiên, vươn tay vô mấy cái lên bờ mông nho nhỏ của cô, tỏ vẻ tức giận. Cái đầu bé tí của em suốt ngày chỉ nghĩ vớ vẩn vậy à? Hà Nghiên không trả lời, lặng lẽ dúi đầu vào ngực anh, nước mắt không ngừng tuôn, trái tim khô cạn. Phó Thận Hành đã kéo cô xuống địa ngục, còn Lương Viễn Trạch là ánh sáng duy nhất cô có thể thấy khi nhìn lên. Lý Trí nói với Hà Nghiên rằng, nên từ từ để anh ra đi. Gây bất hòa, sau đó buông bỏ anh. Nhưng cô không nỡ. Hà Nghiên thật sự không nỡ buông. Nếu rời xa anh, một mình cô sẽ phải làm thế nào để thoát khỏi địa ngục tăm tối đây? Viễn Trạch. Hà Nghiên gọi tên anh, ngẩng đầu nhìn anh. Nhưng khi đối diện với đôi mắt sáng ngời thanh tịnh của anh, những chuyện xấu xa mà Phó Thận Hành đã làm với cô lại không thể thốt thành lời. Hà Nghiên chỉ biết một lần nữa gọi tên anh, thế thốt. Viễn Trạch, I love you, anh nhất định phải nhớ kỹ, bất luận xảy ra chuyện gì, em vẫn luôn yêu anh. Câu nói không đầu không đuôi của cô khiến Lương Viễn Trạch khẽ nhíu mày. Anh dường như nhận ra sự khác lạ của cô. Sao vậy? Nghiên Nghiên, có phải em đã gặp chuyện gì đó không? Không có. Hà Nghiên trả lời không chút do dự. Vừa dứt lời, chiếc di động trong túi vang âm báo tin nhắn. Cô mượn cớ đứng dậy, miệng tàu nhào. Phát điên mất, chắc lại là lãnh đạo viện đi kiểm tra tình hình đây mà. Hà Nghiên vội vàng lấy điện thoại, mở mục tin nhắn, sau đó xóa bỏ, thuận tay tắt di động đi. Cô xoay người nhặt đống quần áo dưới đất lên, nói với Lương Viễn Trạch. Đồng nghiệp giúp em, anh mau đưa em về đi. Lương Viễn Trạch không hề vội vàng, thậm chí còn cố tình trêu chọc, túm lấy chiếc áo len của cô không buông. Cô tức giận lườm anh, cầm quần áo của Lương Viễn Trạch ném vào người anh. Đừng làm rộn, nhanh lên. Buổi sáng em đã muộn một lần, nếu để lãnh đạo bắt quả tang rời bỏ cương vị lần nữa sẽ bị khiển trách phê bình đấy. Dù sao Lương Viễn Trạch cũng chỉ muốn trêu chọc cô, không muốn cô thật sự bị giáo huấn. Nghe vậy, anh vội kéo cô vào phòng tắm. Để lát nữa trả phòng, anh đưa em về trước đã. Hai người vội vã mặc quần áo, anh lái xe đưa Hà Nghiên về thẳng cửa khách sạn. Lúc xuống xe, Lương Viễn Trạch gọi cô, vừa cười vừa nói. Nghiên Nghiên, tối nay anh sẽ ngủ ở đó, sáng mai đến đưa em đi ăn sáng. Cô kiên quyết từ chối. Không được, anh không được phép ở bên ngoài, anh mau về nhà đi. Lương Viễn Trạch nhìn cô, đang định nói tiếp thì cô đã chui vào trong xe, hôn anh liên tiếp, năn nỉ. Viễn Trạch, xin anh đấy, anh đừng làm em khó xử, bao nhiêu người nhìn em kìa. Anh bật cười, gật đầu. Tôi được rồi. Hà Nghiên nhìn Lương Viễn Trạch chằm chằm, bổ nhào qua vịn vai anh cán mạnh một cái, sau đó mới bước xuống, nhìn chiếc xe của anh lao vút đi, chậm rãi rời xa, biến mất trong bóng tối mênh mông. Dường như hơi nóng cuối cùng trong lồng ngực cũng bị rút cạn, toàn bộ cơ thể từ trong ra ngoài đều lạnh buốt. Hà Nghiên đứng ngây người ở đó, đến khi có một đồng nghiệp đi ngang qua, ngạc nhiên gọi cô. Cô giáo Hà. Hà Nghiên chợt hoàn hồn, nghe đồng nghiệp nói. Nhanh thu xếp đi, chúng ta kết thúc công việc rồi. À, vừa nãy có người tìm cậu đấy. Ừ, mình biết rồi, cảm ơn. Hà Nghiên khách khí mỉm cười với đồng nghiệp, quay người đi về phía sảnh khách sạn. Cô nghĩ người tìm cô là Phó Thận Hành, hoặc là A Giang, nhưng không ngờ người đến quầy phục vụ tìm mình lại là cô gái xin chữ ký của Phó Thận Hành ban nãy. Hà Nghiên liếc nhìn cô gái, tay vừa thu dọn đồ đạc trên quầy, miệng vừa nói. Tôi biết rõ cô là ai, cho tôi số, tôi sẽ liên lạc. Cô gái ngạc nhiên mở to mắt. Cô giáo Hà. Chị, đừng nói bất kỳ điều gì ở đây. Hà Nghiên ngắt lời cô gái, nhìn ngó xung quanh, khẽ thì thầm. Mau rời khỏi đây, sau này đừng tìm cách thử tiếp cận hắn, nguy hiểm lắm. Cô gái trẻ dù sao cũng là người lanh lợi, vội vàng gật đầu, rút điện thoại trong túi ra, hỏi cô. Số của chị là bao nhiêu? Để em nháy cho chị lưu số em vào. Không cần. Cô thẳng thắn từ chối, bảo cô gái đọc số của mình, sau đó nhắc lại một lần nữa. Tôi nhớ rồi, tôi sẽ gọi cho cô. Giờ thì mau về nhà hoặc đến nơi nên đến đi. Nói xong, cô không quan tâm đến cô gái, xách đồ của mình ra khỏi quầy phục vụ, đi tìm đồng nghiệp cùng chịu trách nhiệm dẫn đội, tập hợp mười mấy sinh viên lại tổng kết qua tình hình công tác, sau đó tuyên bố kết thúc công việc, mọi người trở về nghỉ ngơi, không được phép chạy loạn.
điện thoại tắt suốt. Hàng Niên không biết sau tin nhắn mệnh lệnh tới đây của Phó Thần Hành, hắn còn liên lạc với mình nữa không. Cô đang dò xét hắn và quyết định đối đầu với hắn. Cô muốn biết hắn có thể chịu đựng cô được đến mức nào. Đây là một loại thăm dò, cũng là một loại mạo hiểm. Hàng Niên hoàn thành xong công việc, trở về phòng lúc gần 10 giờ, lúc này cô mới bật điện thoại lên. Tin nhắn đầu tiên xuất hiện là của Lương Viễn Trạch gửi tới. Anh nói anh ấy đã về đến nhà và bảo cô yên tâm. Không hề có động tĩnh nào của Phó Thần Hành, cũng không có tin nhắn nào được gửi đến. Sự thực thì cô thừa biết, Phó Thần Hành không phải là kẻ dễ từ bỏ ý đồ, sau màn gió êm sóng lặng nhất thời, sẽ là một cơn bão sắp kéo tới. Hàng Niên ngồi trên giường, cầm di động thất thần. 10 giờ rưỡi, điện thoại đột nhiên đổ chuông, tuy cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn không khỏi giật mình. Cô cúi đầu nhìn màn hình, là số điện thoại của Phó Thần Hành, cuộc gọi cách tin nhắn trước của hắn nửa tiếng. Đây cũng là toàn bộ kiên nhẫn mà hắn dành cho cô. Tôi nói rồi, tôi không thích đợi chờ ai cả. Hắn nói. Trong phòng có người, Hạng Nghiên cầm di động ra ngoài hành lang, sắc mặt không còn lạnh lùng như trước, thay vào đó là thái độ nhã nhặn, thấp giọng giải thích. Tôi bận quá không thể rời đi được. Hơn nữa, buổi tối lãnh đạo đến kiểm tra không cho phép chúng tôi chạy loạn, cùng phòng còn có đồng nghiệp. Tôi thật sự không thể bỏ đi. Phó Thần Hành im lặng. Cô dừng một lát. Cô ý hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói. Phó Thần Hành, anh nghĩ lý lẽ một chút được không? Người đang ở cùng phòng với cô là ai? Hắn đột nhiên hỏi. Cô thoáng sửng sốt, nói tên đồng nghiệp, dò hỏi. Anh muốn làm gì? Hắn không trả lời, trực tiếp cúp máy. Hà Nghiên nghi ngờ, nhưng không thể gọi điện truy vấn. Cô lặng lẽ trở về phòng, đồng nghiệp đang chuẩn bị đi tắm, thấy cô vào liền cười hỏi. Cô giáo Hà. Cô có dùng nhà vệ sinh không? Tôi muốn đi tắm, hôm nay bận rộn, người toàn mồ hôi. Hà Nghiên cười miễn cưỡng, trả lời. Không cần, chị cứ dùng trước đi. Đồng nghiệp cầm quần áo đi, để Hà Nghiên ngồi ngẩn một mình trước TV, suy đoán chuyện Phó Thần Hành định làm. Khoảng 30 sau, trong khi Hà Nghiên vẫn đang tìm đáp án thì đồng nghiệp vừa tắm rửa xong đi ra, nhận được điện thoại, mới nghe hai câu sắc mặt lập tức thay đổi. Sau khi liếc nhìn Hà Niên liền chui vào trong nhà vệ sinh tiếp tục nghe máy. Lúc trở ra, mặc dù khuôn mặt vẫn bình thản nhưng thần sắc rõ ràng có điểm bất thường. Cô ấy vừa vội vàng thu dọn túi sách, vừa nói với Hà Niên. Cô giáo Hà, nhà tôi xảy ra chuyện, phải về ngay, cô nói rồi giúp tôi sẽ cố gắng quay lại vào sáng sớm mai. Nếu không được, cô xin nghỉ phép giúp tôi nhé. Xảy ra chuyện gì vậy? Cần tôi giúp đỡ gì không? Hà Niên hỏi. Đồng nghiệp kìm nén vành mắt đỏ hoe, lắc đầu. Không có gì, không có gì to tát, tôi về một chuyến là được rồi. Đồng nghiệp nói xong vội vã ra ngoài, Hà Nghiên tiện tới cửa, nhìn bóng lưng đồng nghiệp biến mất cuối hành lang. Cô đang đứng chết chân thì chiếc điện thoại quẳng trên giường bỗng reo vang. Là Phó Thần Hành, giọng hắn nhàn nhạt hỏi cô. Giờ đến được chưa? Cô im lặng cắn môi dưới, trả lời. Được. Phòng của hắn là căn phòng xa hoa do tổ hội nghị sắp xếp. Nằm trên tầng cao nhất. Cô đi thang máy lên, tay cầm tấm thẻ phòng của hắn nhưng vẫn nhấn chuông cửa. Vượt quá suy đoán của cô, người mở cửa là A Giang, gương mặt vẫn không cảm xúc, nhưng lần này vừa trông thấy cô gã liền khẽ gật đầu, cất tiếng chào hỏi. Cô Hà. Hầu như lần nào gặp Phó Thần Hành cũng bắt gặp A Giang ở bên cạnh, xem ra gã là cận vệ, 24 tiếng không tách rời. Có thể thấy, Phó Thần Hành rất coi trọng sự an toàn của mình, hay nói một cách khác. Trong hắn luôn tích trữ vấn đề an toàn cơ thể, cho nên mới cần A Giang theo sát như hình với bóng. Rất nhiều suy đoán bất chợt hiện lên, sắc mặt Hà Nghiên rừng rưng, A Giang nghiêng người nhường cửa, nói. Phó tiên sinh đang ở trong chờ cô. Nói xong, gã khép cửa lại, đi sang căn phòng bên cạnh, nhanh chóng đóng cửa, tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện giữa Phó Thần Hành và Hà Nghiên. Hà Nghiên đi qua sảnh, tiếp tục bước vào bên trong. Phó Thần Hành đang ngồi cạnh quầy bar ở phòng khách. Hắn mặc áo tăm trắng, có lẽ vừa tắm rửa xong, một mình lười biếng tự rót tự uống. Hắn quay đầu nhìn cô, chỉ tay ra lệnh. Lại đây. Cô không cự tuyệt, đi tới ngồi xuống chiếc ghế chân cao bên cạnh hắn, phối hợp rót rượu. Phó Thần Hành, chúng ta có thể nói chuyện tử tế với nhau được không? Đương nhiên là hắn có phần bất ngờ vì cô có thể thuận theo cùng ngồi uống rượu với hắn. Bất ngờ vì cô đột nhiên đưa ra đề nghị như vậy. Hắn im lặng dò xét cô, một lát sau mới cười cười, hỏi.
Cả vợ và khách làng chơi có thể nói chuyện gì? Câu ngước mắt nhìn hắn, nhếch miệng cười, để lộ vẻ bất lực và tự dễ ước. Nếu không nói chuyện, chúng ta sẽ chơi trò chơi, chơi trò cả vợ và khách làng chơi, được chứ? Hắn bị cô khơi gợi hứng thú, hỏi. Trò gì? Hà Nghiên không trả lời hắn ngay, trầm mặc lấy mấy chiếc ly ra, lần lượt rót đầy rượu rồi đặt trước mặt hai người. Rất đơn giản, một người hỏi một người trả lời, nếu không dám nói thật thì phải uống rượu. Đây thực sự là một trò chơi rất đơn giản, là phiên bản đơn giản hóa của lời nói thật đại mạo hiểm, thậm chí đại mạo hiểm cũng bị lược bỏ. Phó Thận Hành cười như không cười, liếc xéo cô. Cô muốn biết gì? Rốt cuộc Phó Thận Hành có phải là Thẩm Chi Tiết không à? Hà Nghiên lắc đầu. Câu hỏi này tôi đã có đáp án, không cần hỏi lại anh. À, Phó Thận Hành càng thêm hiếu kỳ, khẽ nhướng mày. Vậy cô còn muốn biết gì nữa? Cô nhìn hắn, mỉm cười hỏi lại. Anh không chỉ không dám nói thật, đến rượu cũng không dám uống, đúng không? Hắn không tuân theo chiêu khích tướng của cô, cong môi châm biếm, trả lời một cách mỉa mai. Còn một cách giải thích khác, đó là tôi không có bất kỳ sự hiếu kỳ nào đối với cô. Cô nằm trong lòng bàn tay tôi, muốn làm gì cũng không thoát khỏi sự khống chế của tôi. Vậy mà cô vẫn muốn dùng cách này để đặt câu hỏi với tôi sao? Vậy thế này đi. Cô chậm rãi gật đầu, suy nghĩ một lát, nói. Chúng ta sửa lại quy tắc trò chơi, anh có thể không cần hỏi, để tôi tự hỏi. Anh trả lời thật, tôi uống rượu, anh không trả lời được, anh uống rượu, được chứ? Hắn bắt được sơ hở, bật cười khẽ. Sao cô có thể xác định lời tôi nói là thật hay không? Tôi tin anh. Sắc mặt cô thản nhiên, dù hàng mi dày, đáp trả. Phó Thận Hành, tôi tin anh không vì một ly rượu mà lừa gạt phụ nữ. Tôi tin anh. Câu trả lời này thật sự vượt quá dự liệu của hắn, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên nhìn cô. Một lát sau, hắn đáp. Được, vậy cô hỏi đi. Hà Nghiên vẫn cúi xuống mà không nhìn hắn. Vừa rồi anh đã dùng cách gì để điều đồng nghiệp của tôi đi? Việc ấy có làm tổn thương cô ấy không? Phó Thận Hành không ngờ cô sẽ hỏi câu đó trước. Hắn hơi sửng sốt, trả lời. Trong đồng nghiệp cô bị gái lừa, cần đồng nghiệp của cô mang tiền qua chuộc. Thấy hàng mi của Hà Nghiên thoáng run rẩy, hắn trầm ngâm một lúc xong nói tiếp. Về phần có làm tổn thương cô ấy không, không sai, lần này là tôi đã sai người làm, nhưng đây không phải là lần đầu tiên chồng cô ta đi chơi gái. Cô nói xem, làm vậy là làm tổn thương hay là giúp đỡ cô ta? Hà Nghiên không cách nào trả lời, sau một lúc im lặng, cô bưng ly rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Phó Thận Hành nheo mắt quan sát cô, khẽ cười, khen. Được lắm, rất thẳng thắn. Cảm ơn. Cô khàn giọng đáp trả, lấy tay che miệng, mất một hồi mới trở lại trạng thái bình thường. Giơ tay bưng một ly khác tới, chậm rãi vớt về thân chiếc ly, đặt câu hỏi tiếp theo. Để trả thù tôi, anh có định làm hại bố mẹ tôi không? Phó Thận Hành tiếp tục cảm thấy bất ngờ, hắn vốn tưởng câu hỏi của Hà Nghiên sẽ xoay xung quanh mình. Không ngờ cô chỉ hỏi những chuyện liên quan đến người khác. Tất cả phải dựa vào biểu hiện của cô, chỉ cần cô tuân thủ quy tắc trò chơi của chúng ta, tôi sẽ không động vào gia đình cô. Hắn nói xong, cười cười. Tôi cũng không thích chơi trò chơi cùng một đám người. Vậy thì tốt rồi. Hà Nghiên cũng mỉm cười, chậm rãi thở phào, bưng ly rượu thứ hai, uống một hơi cạn sạch. Rượu bờ giảng đi lâu năm, số độ không hề thấp, uống liên tiếp hai ly đầy không phải chuyện dễ dàng. Sau khi uống hết, Hà Nghiên che miệng nín hơi, sau mới dám thở hắt ra. Lúc này, Phó Thận Hành không cười, yên lặng nhìn cô, đẩy một ly nước đá qua, cất giọng nhàn nhạt. Tôi cảm thấy trò chơi phải chơi từ từ mới thú vị, đúng không nào?我现在就是你的掌中之物，生死就在你的一念之间。傅山心不是一个人，他背后有傅氏集团，还有庞大的黑恶势力。一旦权力崩塌，所有的金钱都变成金钱。你想钱想疯了吧你？ 喜欢上你。
就像我一直在做同一个噩梦，不管我怎么挣扎我都醒不过来。咱们背后还有国家呢，你要相信邪不压正。世界上有很多人都比你好，比你经历过更多的痛苦和磨难，可是即使这样，他们也没有选择放弃自己的正直和善良。